Xin chào tất cả các bạn nha. Thì video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn có thể kiểm tra cũng như là các bạn bảo mật cái tài khoản Zalo của các bạn chống hack, cũng như là những cái trường hợp các bạn bị mất những cái dữ liệu gì ở trên cái tài khoản Zalo, thì cái việc bảo mật sẽ giúp các bạn có thể là tuyệt đối an toàn bảo mật cái tài khoản Zalo của bạn nha. Thì để thực hiện việc bảo mật đó, các bạn sẽ thực hiện theo video này mình hướng dẫn nha. Thì trước tiên các bạn sẽ đăng nhập cho mình vào cái tài khoản Zalo của bạn cho mình. Sau đó các bạn sẽ vào một trang cá nhân, cái tài khoản Zalo của bạn ạ. Các bạn kích vào một trang cá nhân. Thì ở đây các bạn sẽ kích cho mình vào mục tài khoản và bảo mật, các bạn ấn vô cho mình ạ. Thì khi các bạn vào đây rồi thì có những cái lưu ý, những cái bước để các bạn thực hiện. Thứ nhất, đó là các bạn quan tâm cho mình đến cái mục đổi mật khẩu, các bạn kích vào. Ở đây nha, thì các bạn lưu ý là khi các bạn sử dụng Zalo lâu ngày thì các bạn sẽ đổi cho mình mật khẩu ưu tiên. Ví dụ các bạn sử dụng trong vòng 3 tháng thì các bạn sẽ đổi cho mình cái mật khẩu Zalo một lần nha. Thì khi các bạn đổi như vậy thì cái việc các bạn có thể kích được những cái tài khoản, những cái người người ta đăng nhập Zalo của các bạn trái phép được. Đó là cái điều kiện thứ nhất, các bạn quay lại cho mình. Cái thứ hai, đó là các bạn sẽ lưu ý cho mình sang cái mục bảo mật ở đây. Thì các bạn sẽ kích cho mình vào mục kiểm tra bảo mật ở đây, các bạn kích vào kiểm tra bảo mật. Thì ở đây nó sẽ thông báo ngay cái tình trạng bảo mật của các bạn ở cái list của các bạn, xem là tình trạng bảo mật đang là yếu hay trung bình hay là mạnh nha. Thì ở đây của mình hiện tại là đang ở mức độ trung bình, thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ yêu cầu các bạn thực hiện 4 cái bước để các bạn có thể là bảo mật cái tài khoản này của các bạn. Bước thứ nhất, đó là các bạn bảo mật hai lớp, các bạn sẽ kích vào. Đó thì nó sẽ thông báo này, khi các bạn chưa kích hoạt cái việc bảo mật hai lớp này thì các bạn sẽ ấn vào chữ vào cài đặt cho mình, các bạn kích vào. Đó thì nó sẽ thông báo này, bảo mật hai lớp ở bên dưới, thì thêm hình thức thì các bạn sẽ tích cho mình vào cái mục ở đây để các bạn có thể bật được cái bảo mật hai lớp này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Cái thứ nhất các bạn bật cho mình như vậy. Rồi sau đó các bạn lại kích cho mình vào mục kiểm tra bảo mật cho mình, các bạn kích vào. Thì ở đây thì các bạn nhìn thấy ngay cái việc bảo mật hai lớp của các bạn đã được kích hoạt cũng như là bật thành công nha. Còn cái bước cuối cùng, khi các bạn nhìn thấy những cái tích xanh như thế này, nghĩa là nó đã được thực hiện rồi. Còn cái bước cuối cùng đó là các bạn xác thực tài khoản, các bạn ấn vào cái mục xác thực tài khoản cho mình. Đó thì nó sẽ thông báo này, các bạn chưa xác thực tài khoản thì Zalo sẽ hỗ trợ các bạn, thì các bạn ấn vào chữ xác thực cho mình, các bạn ấn vào xác thực. Đó thì tiếp tục các bạn ấn xác thực tài khoản thì các bạn sẽ ấn vào chữ bắt đầu bên dưới. Đó thì ở đây nó sẽ có những cái mục nhỏ, thì các bạn sẽ thực hiện cho mình đầy đủ những cái mục nhỏ nha. Thì trước tiên thì nó sẽ thông báo là chụp mặt trước giấy tờ tùy thân, thì các bạn sẽ chụp. Sau đó các bạn cứ thực hiện theo từng bước mà Zalo hướng dẫn là các bạn có thể bật được cái bước xác thực tài khoản này. Thì ở đây mình sẽ quay lại, thì các bạn sẽ tự mình các bạn thực hiện được những cái bước đó nha. Thì ở đây cả phần số điện thoại hay là cái phiên bản Zalo, thì các bạn nếu thấy nó ở cái phần tích vàng chưa chuyển sang tích xanh thì các bạn cứ kích vào và các bạn thực hiện theo là các bạn sẽ thực hiện được. Đó thì khi các bạn thực hiện xong thì các bạn quay lại. Còn bước cuối cùng đó là các bạn sẽ lưu ý cho mình sang cái mục quản lý thiết bị đăng nhập, các bạn ấn vô. Ở đây thì nó sẽ thông báo này, hiện tại trên cái tài khoản của các bạn là những cái thiết bị nào đang đăng nhập, thì nó sẽ thông báo hết ở đây. Thì các bạn sẽ kiểm tra cho mình, nếu là cái trường hợp thiết bị của các bạn thì các bạn giữ, còn cái trường hợp không phải cái thiết bị của các bạn thì các bạn sẽ tích vào cái dấu ba chấm bên cạnh cái thiết bị mà các bạn thấy không phải đó. Ví dụ mình sẽ tích vào dấu ba chấm ở đây, sau đó mình sẽ ấn vào chữ đăng như xuất đi là nó sẽ đăng xuất nha. Ở đây các bạn chỉ cần tích vào, sau đó nó sẽ có mục đăng xuất và các bạn ấn đăng xuất. Là như vậy là các bạn có thể là quản lý được cái việc là những cái thiết bị lạ đăng nhập vào cái tài khoản của các bạn. Thì khi các bạn thực hiện cho mình đầy đủ những cái bước mà mình vừa hướng dẫn rồi, thì cái tài khoản Zalo của các bạn sẽ được tuyệt đối an toàn. Bất kỳ khi nào có những cái thiết bị lạ đăng nhập, nó sẽ gửi thông báo về cái số điện thoại cũng như là cái phần thông báo về cái tài khoản Zalo của các bạn, để cái việc là các bạn xác nhận cho họ đăng nhập hay không là các bạn có thể bảo mật tuyệt đối nha. Thì video hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy video mình hay ý nghĩa, các bạn hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha. Cảm ơn tất cả các bạn ạ. Chào các bạn.